Xin chào mọi người, tôi là một người dùng gia đình đam mê cái lĩnh vực thêu và may. Hôm nay tôi xin chia sẻ với mọi người về cái máy thêu Roder NV800E. Thì đây là cái máy mà chuyên thêu, không có chức năng may. Đây là máy chính hãng Roder được sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam. Sơ bộ về cái cấu tạo bên ngoài thì nó giống như là một cái máy may. Ở bên trái, đầu bên trái nó có một cái cần gạt, đây chính là cái cần gạt để xâu chỉ tự động. Ở bên dưới thì nó có cái đầu gắn khung căng vải, cái bộ phận này nó gọi là phần đầu thêu. Mặt trước thì nó cũng có cái chân gắn chỉ, bộ phận đánh suốt. Phía dưới bên phải khu vực điều khiển thì gồm có các cái nút điều khiển và cái màn hình hiển thị. Phía bên phải máy là nút công tắc điện và cổng USB để chúng ta truyền tải dữ liệu. Nếu chúng ta có nguồn dữ liệu là các mẫu thêu thì chúng ta có thể là đưa qua cổng USB vào trong máy để làm đa dạng các cái sản phẩm thêu của chúng ta. Trong giới thiệu hôm nay chủ yếu là giới thiệu mọi người về cái cách chúng ta lắp đặt máy thôi. Thế thì cái về cấu trúc á, cái máy này là nó có hai phần. Bên trái á, là cái phần đầu gắn khung thêu. Bên phải á, là cái phần máy chính. Và hai cái phần này thì nó được gắn với nhau. Và chúng ta lưu ý khi lắp đặt máy thì nên để cố định một chỗ, không nên di chuyển. Mặc dù đây là dòng máy gia đình có tay sách để di chuyển, nhưng ta không nên di chuyển. Lý do là vì thứ nhất là máy nó nặng, kết cấu của nó là nó không có cân bằng, do vậy khi di chuyển rất dễ làm cho các cái khớp nối tại vị trí lắp ghép á, nó bị hư hỏng. Tại vì tại vị trí nối đó thì sẽ có những cái đầu cắm điện, chúng ta mà mang đi mang lại nhiều, nhấc lên đó, xách đi xách lại thì nó sẽ lỏng lẻo và nó sẽ dẫn đến là hư hỏng các cái cổng truyền dữ liệu từ cái phần điều khiển sang cái phần bàn căng vải. Về lắp đặt thì chú ý là chúng ta lắp đặt ở chỗ thoáng. Trên máy tôi đang gắn một cái khung thêu kích thước lớn nhất 16-26. Thế thì trong quá trình làm việc cái khung này nó hoạt động, nó sẽ di chuyển theo hai chiều. Thì bề mặt kỹ thuật thì người ta cũng có yêu cầu là chúng ta không nên đụng vào cái phần khung và phần đầu này trong quá trình hoạt động và trên cái bề mặt của cái phần gắn khung thêu, nó có cả chỉ dẫn ở đây. Đó, không sờ tay vào cái đầu này trong quá trình máy nó hoạt động. Đó, khi lắp á, thì cái phần phía trước là cả một cái phần mặt bàn, chúng ta phải để chống ra chừng khoảng 30 đến 40 cm. Phía sau cũng vậy, chúng ta cũng để chừa ra. Lý do chừa ra như thế này á, một cái khoảng tối thiểu là 40 cm, là khi chúng ta thêu mẫu lớn á, thì cái khung này nó sẽ hoạt động trong cái phạm vi kích thước của cái mẫu. Ví dụ bây giờ tôi đang lắp trên này là một cái mẫu mà nó tương thích với cái khung lớn. Thế thì khi mà lắp khung vào, chúng ta sẽ kiểm tra cái vị trí làm việc của khung.
nó có một cái bước kiểm tra vị trí. Thì như trên màn hình chúng ta sẽ nhấn vào cái nút kiểm tra này. Đó. Thì cái ta nhấn vào đó thì cái đầu nó sẽ hoạt động. Nó sẽ di chuyển bốn cạnh theo bốn cạnh. Đó, theo bốn cạnh. Đó, và cuối cùng nó trở về vị trí chuẩn. Nếu lắp đặt không đủ không gian làm việc sẽ dẫn đến va chạm với khung thêu, làm sai lệch mẫu thêu và nặng hơn là hư hỏng máy. Tóm lại, đây là một model máy thêu gia đình hoàn toàn tự động, điều khiển kỹ thuật số, nên việc lắp đặt, chuẩn bị và vận hành phải hết sức cẩn thận, đảm bảo máy hoạt động an toàn, tránh hư hỏng. Sơ bộ một vài thông tin chia sẻ đến mọi người. Tôi xin dừng video ở đây. Chào mọi người, hẹn gặp lại.